Hello mọi người, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chuyện Destination Rewind và bài ngày hôm nay chúng ta học là bài số review số 13 về bài 37, 38 và 39. Yeah, ok. Phần đầu tiên là phần A là sử dụng các từ được viết hoa được đưa ra ở cuối mỗi dòng để hình thành một từ mà nó phù hợp với lại cái khoảng trống ở cùng cái dòng đấy. Mình sẽ có chủ đề là gì? How are you? Rồi, mọi người thì thường không thường bày tỏ cái gì đấy thật sự của họ. There are two gì đấy cộng với một danh từ. Cái gì đấy thì mình phải có một cái danh từ, đúng không? Yeah. Danh từ của feel mình có từ feeling, yeah, cảm xúc thực sự của họ. Một vài người với lại một cái miệng và nụ cười rất là lớn ở trên khuôn mặt của họ thì có thể là sau to be cộng với lại tính từ. Tính từ đây là thể hiện là có thể họ cười nhưng mà họ không hạnh phúc, không vui đâu, unhappy. Yeah. Trong những lý do cho cái điều đó là chúng ta, cái gì đấy trong cuộc sống của chúng ta thì rất là cá nhân. Yeah, thì đây mình sẽ cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ life, cuộc sống như thế nào của chúng ta. Yeah, tính từ của emotion là emotional life, cái cuộc sống cảm xúc của chúng ta thì rất là cá nhân. Không phải là ai cũng như thế nào đối với vấn đề của chúng ta. Không phải là ai cũng đồng cảm. Yeah, cộng tính từ. Tính từ của từ đồng cảm là sympathetic. Sympathetic đối với vấn đề của chúng ta và chúng ta phải bảo vệ bản thân chúng ta. Một vài người như là giới trẻ thì dường như là cái từ appear này nhé, dường như là có vẻ như là cộng với tính từ, dường như là rất là thể hiện cảm xúc, không bored, chán với lại và bởi những thứ khác, kể cả những cái thứ mà họ cảm thấy nó gì thực sự là rất là sau đây mình cũng cộng một tính từ nhé, kể cả những thứ mà họ cảm thấy nó thực sự rất là hào hứng đấy, rất là exciting, là tôi rất là mong chờ đấy đúng không? Tôi hồi hộp mong chờ, rất là hào hứng đấy. Yeah. Họ cảm thấy những cái thứ đấy thì rất là exciting, tính từ nha. Cảm. Ok, exciting. Và cái điều này có thể bởi vì là họ nghĩ là nó không thực sự không thực sự thú vị, không thực sự hứng thú về cái điều đó. Yeah. To be excited, nó không thực sự là như thế. Cool to be, right? Nó không phải là thực sự là ngầu, tỏ ra không ngầu khi mà mình tỏ ra là rất là hào hứng, hứng thú về cái điều đó, hoặc là nó quá là energetic, quá là nhiều năng lượng, hay là cái gì nhỉ? Mình có từ enthusiastic là nói về gì? Rất là hăng hái, quá là nhiệt tình cho cái đồ đấy. Yeah. Thì sau to be mình cộng với lại tính từ. Ok, tính từ ở đây là energetic, so energetic. Tự không biết nó có bị nặng ngượng. Energetic, enthusiastic, yeah, rất là hăng say, rất là nhiệt tình đấy, và tràn đầy năng lượng. Energetic. Rồi, part B viết một từ vào một khoảng trống. Mình có câu số 9 nào. Đối với bài này thì các bạn tính điểm nhé, tính điểm xem được bao nhiêu điểm. Ok, câu số 9. Nhanh lên nào, hay là chúng ta sẽ muộn. Mình có từ nhanh lên gì? Come on, đúng không? Come on, be quickly, nhanh lên. Rồi, just hang one second while I find my mobile phone. Hãy đợi một chút đi. Mình có là gì? Yeah, hang on là bằng với lại to wait, đợi này. Câu thứ 11, Peter thì rất là náo nhiệt và tôi ước là anh đấy có thể im lặng đi. Yeah, shut up, right? Im lặng đi. Yeah. Rồi câu tiếp theo là gì? Nó thật là bực mình đối với tôi khi mà Jackson như thế nào nói chuyện và anh đấy có thể thấy là tôi đang khóc mà. Yeah. Vẫn tiếp tục go on là tiếp tục nói chuyện. Yeah. Mặc dù anh ấy thấy là tôi đang khóc nên tôi cảm thấy rất là bực mình. Yeah. Câu 13 là hãy cố gắng bình tĩnh lại và nói cho chúng tôi là cái gì đang xảy ra. Thực chất chính xác là cái gì đang xảy ra. Exactly. Yeah, came down. Rồi câu thứ 14 nào. Bạn phải nói to lên, speak up, bởi vì tôi không nghe được bạn đang nói gì cả. Nói to lên, đúng không? Speak up. Yeah, speak up. Ok, read out Read out loud là đọc lớn lên, còn speak up là gì? Nói to lên. Bạn có biết là Sarah như thế nào khỏi nhà khi cô ấy bỏ nhà đi, cô ấy 14 tuổi đúng không? Yeah. Run away from, đi rời bỏ nhà đi, chạy khỏi nhà đấy. Run away from home. Câu thứ 16 nào. Tôi cảm thấy rất là buồn nhưng mà việc gặp anh em của tôi ấy, đúng không? Anh chị em họ hàng của tôi thực sự làm cho tôi vui lên. Cheer somebody up, làm cho ai cảm thấy hứng khởi, làm cho ai cảm thấy vui lên. Ok, passive, hoàn thành mỗi câu thứ hai, sử dụng các từ được đưa ra mà nó có nghĩa tương tự như câu thứ nhất và viết trong 2 đến 5 từ, viết trong vòng 2 đến 5 từ. Câu số 17 là tôi cảm thấy rất là chán nản bởi vì tôi không có đủ tiền mua một cái quần jean thì là gì? Tôi rất là chán nản bởi vì effort, thì đối với từ effort mình có là gì? Effort to do something, to buy something là đủ năng lực tài chính để làm gì, đúng không? Đủ năng lực là tài chính để làm gì? Thế bây giờ nó là gì? I don't have enough money to buy. Cái này, cái cần viết lại nó là cái này. I don't have enough money to buy. Thế thì sẽ bằng gì nhỉ? I can't afford to buy a pair of jeans. Yeah, I can't afford to buy. I can't afford to buy a pair of jeans. Tôi không có đủ tiền để mua một cái quần jean ấy. A pair of jeans nha. Rồi, câu số 18 nào. Thêm trông như là trông có vẻ là cô đấy là đang rất là vui đấy, nhưng mà tôi biết là cô ấy buồn thì là thêm thì giả vờ vui, nhưng mà tôi biết là cô ấy buồn mình có là pretend, right? Pretend là giả vờ nhá. Ok, thêm cộng với động từ chủ ngữ rồi động từ là pretended. 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 Yeah, pretended. Pretended to be happy. Tại vì happy là tính từ thì đối với lại pretend và happy phải đi với nhau bởi động từ to be happy. Yeah, Pam pretended to be happy, but I knew she was sad. Okay, number 19, câu 19 nào. Toby làm cho tôi cảm thấy rất là buồn về những cái việc mà tôi đã làm. Yeah, thế phải là gì? Cái từ made, bên trên là made. Tôi ở đây, tân ngữ đóng vai trò là chủ ngữ thì đây là câu bị động nha. Yeah. Toby làm cho tôi cảm thấy rất buồn thì tôi bị buồn bởi những cái gì mà tôi đã làm đấy. Bởi Toby về những gì mà tôi đã làm. Yeah. Tôi bị buồn, quá khứ của câu bị động. Yeah. I was made to feel. Được chưa? Nhớ là made me feel, nhưng mà đến nỗi bị động thì phải là made to nha, made to do something. Cái trường hợp là make ấy. Make nó bằng với let là cộng với động từ nguyên thể không to ấy, infinitive. Nhưng trong câu bị động ấy thì mình phải là made to do, được chưa? Rồi tôi bị cảm thấy buồn bởi vì những cái Toby bởi những gì tôi đã làm, được chưa? I was made to feel bad. Rồi nha, câu 20 thì mình có là I make up my mind. Make up my mind là tôi chuẩn bị đấy. Tôi chuẩn bị xin lỗi Mary. Yeah. Tôi chuẩn bị xin lỗi Mary. Thì là gì? Tôi quyết định. I decided to apologize to Mary. Yeah. I decided to apologize to Mary. Apologize to Mary. Tôi chuẩn bị xin lỗi. Tôi quyết định là sẽ xin lỗi Mary. Được chưa? Đây mình có từ là make up one mind là gì? Chuẩn bị làm gì đấy, quyết định làm gì đấy. Ok, number 21. Câu 21 là chúng tôi cuối cùng thì đã thành công trong việc là làm cho Michael vui lên. Thì là mình có là succeed in bằng manage to do something. Nhớ nhá, succeed in cộng verb in thì nó sẽ viết lại bằng manage to do something. Yeah. So, we finally, đến động từ là manage. Manage to cheer, được chưa? Cheer Michael up. Yeah. Chúng tôi thành công trong việc là làm cho Michael vui lên. Managed to cheer Michael up. Câu 22, tôi không đồng ý với lại tôi không cãi nhau với lại bạn tôi nếu mà tôi có thể tránh nó. Yeah. Nếu mà tôi sẽ không tranh luận với lại những người bạn của tôi nếu mà tôi có thể tránh cái điều đấy. Yeah. If I can, thì tôi không tranh luận với bạn tôi nếu tôi có thể tránh nó thì là gì? Đây là avoid it. Thì bây giờ là gì? I avoid điều gì luôn. Là gì? I avoid arguing with my friend if I can. Đúng không? tôi avoid it thì it ở đây nó bằng cái gì? Bằng là gì? Bằng nó ở đây là gì? Nó là việc là tranh luận, cãi nhau với bạn tôi ấy. Yeah. Tôi sẽ I avoid arguing. Argue ở đây là kiểu cãi nhau, tranh luận nhá. Arguing with my friends if I can. Yeah. Tôi sẽ tránh cái việc là cãi nhau với bạn tôi nếu mà tôi có thể. Câu 23, tôi không quan tâm là những cái tôi không quan tâm là những cái người khác thì nghĩ gì, đúng không? Thì tôi không quan tâm là những người khác nói gì, thì là tôi dừng cái việc là quan tâm những cái điều mà người khác nghĩ. I have stopped caring, stop cộng verb ing nha. Dừng việc gì, còn stop to do something là gì? Dừng cái gì để làm gì? Như kiểu là tôi dừng lại để mua hoa thì là I stop to buy flower on the way to her home, là tôi dừng lại mua hoa trên đường đến nhà cô ấy. Còn cái trường hợp này là gì? Tôi dừng hẳn cái việc quan tâm, tôi dừng lại, tôi không quan tâm nữa là người khác nghĩ cái gì. I stop caring what other people think. Yeah, I stop caring about. So về cái gì? Caring about what other people think. Yeah, Claudia không thích cãi nhau và tôi cũng vậy. Thì là Claudia and I both, được chưa? Cả tôi và Claudia, được chưa? Both đi với and này. Yeah, Claudia and I both dislike arguments. Câu số 25 nào. Martha thì không thực sự tốt bụng và Vicky cũng vậy. Thì bây giờ là gì? Cả Martha và Vicky thì đều không tốt bụng. Nhớ là câu trên là phủ định, thì khi mà dùng cái neither mình không được dùng từ phủ định, bởi vì bản thân neither đó có nghĩa là đều không nhá, đều không. Ok, neither Martha nor gì nhỉ? Vicky về kể cả Martha hay là Vicky đều không tử tế tốt bụng. Rồi, Party chọn đáp án đúng. Tôi muốn cái gì? What's wrong but she won't. Tôi muốn Lisa nói với tôi là điều gì đã xảy ra nhưng mà cô đấy không nói. Yeah. Tôi muốn ai đấy, muốn Lisa làm gì đấy thì phải là want somebody to do something thì là Lisa to tell. Ok, câu 27. Dạ, câu 27 nào. Must hate people who tell lies and must thì ghét là những cái người mà nói dối, và tôi cũng vậy, đây là ghét những người nói dối là thể phủ định, đúng không? Ghét và tôi cũng ghét ấy, thì phải là gì? Ghét, so do I, được chưa? Còn no này là dùng trong phủ định nhá. Là ý là tôi cũng không ghét ấy. Nếu mà đây là doesn't hate thì đây sẽ là no do I, tôi cũng không ghét. Dạ, ok. Rồi, tiếp theo nào. Câu 28. Mình sẽ có là gì? Tôi thích cái gì đấy. I feel like adverbing, going out tonight. What about you? Tôi thích đi ra ngoài tối hôm nay. Bạn thì sao? Yeah. Còn bạn thì sao? Jane và tôi thì nghe cái lời giải thích của cái gã bên cạnh ấy. Tôi và Jane thì nghe cái lời giải thích của cái gã đấy, nhưng mà cả hai chúng tôi đều tin anh đấy. Thể hiện là gì? Không tin nhé, tại vì có bất. Chúng tôi đều nghe nhưng mà chúng tôi không tin, thì đây phải thể hiện một cái câu phủ định, đúng không? Đều nghe nhưng cả hai chúng tôi phải là neither of us believe him. Cả hai chúng tôi đều không tin anh đấy. Tại vì có từ bất nên các bạn để ý là bên trước là nghe nhưng mà không tin, chứ không phải là nghe nhưng mà tin, thì nó không còn là vấn đề nữa, right? Yeah, ok, câu 30 nào. Bạn có nhớ excited the first time you went on a train. Yeah. Bạn có nhớ cái cảm giác rất là hào hứng, rất là hứng thú cho cái lần đầu tiên mà bạn đi trên tàu không? Yeah. Nhớ đã làm gì? Đây thuộc về trường hợp là nhớ đã làm gì? Bạn đã nhớ là bạn đã từng đi trên tàu, đúng không? Đúng không? Yeah. Nhớ đã làm gì cộng verb ing, còn nhớ để làm gì không? Remember to take the book hoặc là take something to the class, hoặc cầm cái gì đến lớp nhé. Đấy, là nhớ để làm gì, còn đây nhớ đã làm gì, nhớ về cái trải nghiệm của mình. Câu 31 nào. Bạn cần phải hoặc là hỏi no để xin lỗi, hoặc là quên nó đi. Yeah. Either là or, neither là nor, both là and, đúng không? Ok. Rồi, câu 31 là I nha. Câu 32 nào. Im lặng đi và để cho tôi cái gì bạn cảm thấy như thế nào. Để tôi nói với bạn là tôi cảm thấy như thế nào. Let somebody do something. Let thì cộng với lại verb infinity là động từ nguyên thể không tu. Được chưa? Let her, let me. Câu 33 nào. I'm really looking forward to seeing you next week. Tôi rất là mong chờ được gặp bạn. Look forward to verb hình. Đây là một cấu trúc, nó thuộc về cái structure rồi. Part E, chọn cái gì? Chọn cái đáp án đúng. Chọn cái đáp án đúng. Câu 34 là tôi khá là nervous. Nervous đây là gì? Tôi khá là hồi hộp. Tôi khá là hồi hộp. Bắt đầu ở môi trường mới mà cũng ok đấy. Tôi khá là hồi hộp về việc gì đấy. Được chưa? Nervous about. Starting about, sau about động từ thêm doing đây thì là starting at the new school. Câu 35, the newspaper congratulated. Cái tạp chí thì chúc mừng cái nhà văn ấy về việc là sản xuất ra một cái chương trình rất là gì? Rất là vui nhộn. Mình có là congratulated somebody on something. Câu 35 nhá. On something, congratulated on nhá. Chúc mừng ai về vấn đề gì? On. Câu 36 là Oscar và Pauline gặp một cách bí mật in secret, in secret để bàn về cái bữa tiệc bất ngờ đấy. Câu 37 nào. Bạn có sợ rắn không? Are you scared of snake? Are you scared of snake? Câu tiếp theo là Isaac. Như chúng tôi thực sự rất là như thế nào đấy, nói cả một câu chuyện, cả một câu chuyện rất là buồn cười nhưng mà tôi không nhớ nó. Thì câu 38 là gì? Isaac nói bảo chúng tôi là Isaac đã kể cho chúng tôi nghe về một câu chuyện rất buồn cười nhưng mà tôi không nhớ về nó. Towards nói với chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện đấy nhưng tôi không thực sự nhớ. Tôi không nhớ nó rồi, tôi không thể nhớ nó. Câu 39 là bạn phải xấu hổ về bản thân bạn. Tức là bạn đã làm cái hành động gì sai xong ai đó chỉ trích bạn. You should be ashamed of yourself. Thật là xấu hổ đấy. Bạn thật là đáng xấu hổ đấy. Ashamed of, đúng không? Câu 40 là nó thật là quan trọng để có khiếu hài hước hoặc là nó rất là thật là quan trọng để có khiếu hài hước hoặc là có khiếu hài hước hoặc là bạn rất là dễ dàng bị chán nản đấy, bị stress, right? So it's important to have a sense of humor. Sense of humor là khiếu hài hước. Câu 41 nào. Marina thì như thế nào? Tear sau bài học, vì thế tôi đã hỏi cô ấy là điều gì đã xảy ra. Tràn đầy nước mắt, đúng không? Đang khóc đấy. In tear, to be in tear. Đong đầy nước mắt, tràn đầy nước mắt, đang khóc. Ok, bài ngày hôm nay kết thúc rồi. Thì nói chung là đối với bạn nào mà đã học kỹ các bài trước ấy, thì đối với bài review này nó khá là đơn giản thôi. Tại vì nó là lặp lại các kiến thức ở phần trước và nó chỉ là nhắc lại thôi. Thế nên là các bạn cố gắng là hoàn thành tốt các bài unit để bài review đạt được điểm thật là cao nha. Ok.